quay này. Đấy, các bạn có thể để ý đây. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Video hôm nay mình sẽ nguyên lý hoạt động của một cái bộ V-Sai. Trong cái quá trình mình bán hàng ấy, thì thực tế là mình cũng thấy rất là nhiều người vẫn chưa biết về cái nguyên lý hoạt động của bộ V-Sai nó như thế nào. Có người thì nhận được hàng thì về lại hỏi mình tại sao là khi treo bánh lên kéo ga thì nó lại một bên trục quay ngược, một bên quay xuôi, hoặc là một bên đứng im, một bên quay đấy, hoặc là bên quay chậm, bên quay nhanh. Thì những cái câu hỏi đấy thì để giải thích cho cái vấn đề đấy chính là bộ V-Sai nó có cái sự đặc biệt của nó. Có người thì biết là cái bộ V-Sai nó hoạt động thì nó sẽ như thế vậy. Cũng có người thì không giải thích được tại sao nó lại như vậy, cho nên lại hỏi là sao cái sản phẩm nó lại bị như vậy, nó bị lỗi à. Đấy, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái cho các bạn về cái nguyên lý và cái cấu tạo một cái bộ V-Sai. Thì các bạn hãy theo dõi chi tiết, chỉ mất 5 phút thôi các bạn có thể hiểu được nguyên lý của nó. Thì mình hy vọng là sẽ không làm mất thời gian của các bạn. Chỉ với 5 phút thôi các bạn có thể hiểu được nó hoạt động như thế nào. Khi hiện tượng vào cua thì nó sẽ như này. Cái trục ví dụ như trục bên trái này đứng im thì trục bên phải nó sẽ quay. Đấy, đây, vào cua này, trục bên phải nó sẽ quay, các bạn để ý đấy. Bây giờ mình sẽ tháo một cái bộ V-Sai ra để cho các bạn xem bên trong nó có gì và phương thức hoạt động nó như thế nào. Đây là một bộ V-Sai này. Cái bộ bánh răng V-Sai này nó rất là kín. Đấy, rất là kín các bạn nhé. Cho nên ở trong bánh răng V-Sai thì nó lại dùng mỡ bò, chứ nó lại không dùng nhớt. Cho nên nó bôi mỡ bò, còn ở phần phía ngoài bánh răng này thì lại dùng nhớt. Cái này nó cũng tùy từng loại hộp số thôi, hộp số hở, hộp số kín thôi. Hộp số hở thì ở phía trong V-Sai này dùng mỡ bò thì nó rất là kín. Một bộ V-Sai thì bao gồm có 4 bánh răng. Các bạn có thể nhìn chuyển động của nó này. Đây, khi cái này quay này. Đấy, các bạn có thể để ý đây. Đây, đây chính là bộ bánh răng của nó này. Khi các bạn quay hai cái trục này, khi các bạn quay cùng tốc độ nhé, hai cái trục cùng tốc độ thì các bạn nhìn cái chốt chữ thập và chốt ở giữa này, nó sẽ chuyển động này. Đấy, đây, khi hai cái trục này cùng tốc độ thì cái trục ở giữa sẽ xoay, nó chính là chuyển động. Còn là khi một trục quay nhanh, một trục quay chậm
thì cái bánh răng sườn này nó sẽ lăn. Đấy, đồng thời cái bánh răng giữa nó cũng quay. Đấy, rất là sống động. Hy vọng là các bạn xem xong cái video này, các bạn sẽ hiểu được cái nguyên lý hoạt động của một bộ vi sai. Nó rất là đơn giản, chỉ bao gồm 4 cái bánh răng này thôi. Đây này, cùng tốc độ này. Vì vậy là trong cái quá trình sử dụng ấy, thì các bạn cũng nên chú ý. Đây các bạn để ý nha, quay video rất là chậm cho các bạn xem nhé. Đấy, nếu hai cái cùng tốc độ này, nếu một cái chậm một cái nhanh này, đấy thì hai cái bánh răng kia nó sẽ quay nhanh, một cái quay nhanh một cái quay chậm. Hai cái cùng tốc này thì bánh răng kia gần như là một cái khóa. Cái chốt màu xanh ở giữa này là cái chốt đây, là đấy, cái chốt vuông góc với hai cái trục xe nhé. Các bạn để ý cái chốt vuông góc với hai cái trục xe chính là cái chốt nó sẽ chuyển động. Mình nói thì nó không được trơn tru lắm, nó có cái gì đấy, nhưng các bạn có hy vọng là các bạn xem hình ảnh các bạn có thể hiểu được. Đây đây, hai cái trục quay ngược chiều này, hoặc là một cái đứng im này, đấy, hoặc là một cái quay nhanh quay chậm này. Một cái quay nhanh quay chậm thì nó giống như kiểu là một cái đứng im và một cái quay thôi. Hy vọng là xong video clip này thì có các bạn sẽ hiểu được nguyên lý hoạt động của một bộ vi sai nó như thế nào. Đấy, và cấu tạo của nó. Và thực tế nó là như thế này đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay, hãy nhớ ấn like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.